Thưa sư, hành trình sau khi chết rồi của con người sẽ như thế nào? Thưa quý vị, khi mà một con người mệnh chung, tức là họ chấm dứt mạng sống, thì ngay lập tức họ tái sanh theo nghiệp. Đầu tiên ấy, khi mà họ đang hấp hối, nếu như họ không chết bất đắc kỳ tử thì họ sẽ trải qua một cái giai đoạn, tức là cái giai đoạn cận tử. Giai đoạn cận tử đó đó thì họ có thể cảm nhận được, có thể thấy được cái cảnh giới mà họ sắp tới. Thì với những người mà họ sắp sửa xuống địa ngục ấy, quý vị sẽ thấy họ la hét đau khổ quằn quại, hoặc là họ có thể họ nhớ đến những cái ác nghiệp cũ của họ. Cái ví dụ dễ thấy nhất là những người mà làm cái nghề giết mổ á, thì thường có khi là họ, khi mà họ chết á, là họ sẽ kêu la quằn quại giống như những cái con vật mà họ đã từng giết như vậy đấy. Hoặc là họ, cái người mà họ chuẩn bị tái sanh làm loài ngạ quỷ đó, thì họ sẽ thấy những cái loài phi nhân, tức là họ thấy những cái con ngạ quỷ. Có người đó, họ cái lúc mà họ gần chết, họ khỏe một cách lạ thường, mà họ cầm dao á, họ cầm dao họ đi họ được, nó nói cái con người nó cầm dao họ đi họ được, mà họ được cái con phi nhân mà họ thấy. Thì đó là những người mà họ sắp sửa tái sanh làm cái loài phi nhân nhiều lắm. Thì nói chung là họ sẽ trải qua giai đoạn cận tử, và nếu như không có sự tác động nào hết thì họ sẽ đi theo nghiệp của họ. Và khi thân hoại mạng chung, tức là khi họ vừa tắt thở, mạch đã tắt, tim đã ngừng đập, nói chung là tất cả các cái dấu hiệu của sự sống đã chấm dứt khi con người đó chết, thì không có chuyện là phải chờ mấy tiếng đồng hồ để cho cơ thể nó lạnh. Không cần, khi vừa tắt thở dù là cơ thể vẫn còn ấm, tức là cái nhiệt độ nó vẫn chưa có lạnh ấy, thì con người đó họ vẫn đã đi tái sanh rồi. Và cái đi tái sanh của họ là tái sanh ngay lập tức, tức là ngay lập tức họ bắt đầu một kiếp sống mới, trừ khi đó là một vị A-la-hán thì vị đó niết bàn thôi, còn tất cả chúng sanh khác họ sẽ bắt đầu một kiếp sống mới. Giống như là một người, ví dụ như một người mà sanh làm trời đó, thì giống được mô tả như là họ vừa mới tỉnh dậy khỏi một giấc mơ. Họ vừa tỉnh dậy là họ thấy họ ở cõi trời rồi, nó không trải qua một cái giai đoạn trung gian nào hết. Hoặc là một cái người mà đi địa ngục thì giống như một cái chúng sanh vừa tỉnh dậy là thấy họ đã ở địa ngục rồi, nên nó không qua một giai đoạn trung gian nào hết. Đây. Thì đương nhiên là hành trình thì sau khi chết chúng ta tái sanh đi theo nghiệp nha, mỗi người tái sanh đi theo nghiệp, và đa phần là người ta đi xuống nhiều hơn đi lên, do thông thường một ngày ấy, chúng sanh làm ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Muốn biết nó có một vài cái thông tin nó thú vị hơn thì quý vị đọc cái kinh Tề Túc của Trường Bộ ha. Quý vị vô Trường Bộ ha, đọc kinh Tề Túc thì sẽ giảng nhiều hơn về cái sự tái sanh ha, cho quý vị biết. Tại vì đó, cái kinh Tề Túc á, là gì? Là nói về một cái vị vua tên là Tề Túc, và vị vua này không có tin là có đời sau kiếp khác, tức là đó, vị này
không có tin là chúng sanh chết rồi mà họ sẽ tái sanh đi về cõi trời hoặc là tái sanh đi xuống địa ngục. Bởi vì vị này nói đó là tại sao mà không, tại vì đâu có ai sau khi mà chết rồi đó họ đi lên cõi trời mà họ về họ báo cho nhà vua biết đâu, hoặc là cũng không có ai mà họ đi xuống địa ngục mà họ báo cho nhà vua biết, cho nên nhà vua không có tin là có các cõi trời và cũng không có tin là có các cái cõi cảnh giới địa ngục. Thì ngài Chulla Kassapa đấy, ngài giải thích cho nhà vua Tể Túc nghe. Thì quý vị đọc cái bài kinh đó để quý vị hiểu rõ hơn ha.